Xin chào các bạn, hôm nay Việt Nam Book xin giới thiệu với các bạn cuốn sách Sức mạnh của thói quen. Thói quen được hình thành từ những hoạt động được lặp đi lặp lại hàng ngày, nhưng với quyển sách Sức mạnh của thói quen, Charles Duhigg đã cho chúng ta thấy được việc rèn luyện những thói quen này sẽ tạo nên những lợi ích tuyệt vời. Bạn sẽ loại bỏ được quan điểm rằng thói quen chỉ là những điều trong vô thức, và nhờ vào những thói quen có chọn lọc còn có thể giúp bạn thành công. Đôi nét về tác giả Charles Duhigg. Charles Duhigg là một nhà báo nổi tiếng người Mỹ sinh năm 1964. Ông đã từng học và tốt nghiệp tại trường Đại học Yale, và sau đó, ông tiếp tục hành trình học vấn của mình với việc chinh phục bằng thạc sĩ tại Đại học Harvard. Trước khi về đầu quân cho tờ báo danh giá The New York Times, thì ông cũng là một nhà báo có thành tích nổi bật tại tòa soạn của tờ báo The Los Angeles Times. Trong suốt sự nghiệp của mình, ông cũng liên tiếp nhận được rất nhiều giải thưởng khác nhau, nổi bật nhất là giải thưởng Pulitzer vào năm 2013. Không chỉ có nhiều hoạt động tích cực trong lĩnh vực báo chí, khi lấn sân sang lĩnh vực viết sách ông cũng gây được nhiều tiếng vang. Ngoài quyển sách thành công là Sức mạnh của thói quen, ông còn được biết đến với nhiều tác phẩm khác như Thông minh hơn, nhanh hơn, giỏi hơn, The Secret of Being Productive in Life and Business. Nói về quyển sách Sức mạnh của thói quen, bạn sẽ tìm được quy luật hình thành của một thói quen từ những thói quen quen thuộc nhất mỗi ngày. Hiểu về nguyên tắc này, bạn hoàn toàn có thể biết được mình nên học hỏi những thói quen nào và loại bỏ những điều gì. Không chỉ là thói quen của một cá nhân, mà thói quen của một tập thể cũng được tác giả nhắc đến. Nếu bạn đang muốn rèn luyện những thói quen tích cực để hướng đến thành công, thì quyển sách này hoàn toàn phù hợp với bạn. Tóm tắt nội dung quyển sách Sức mạnh của thói quen. Với 9 nội dung được đề cập đến trong quyển sách bên dưới, bạn sẽ hiểu được những quan điểm của tác giả về vấn đề hình thành thói quen. Những quan điểm này có thể giúp bạn hiểu được nhiều điều quan trọng trong việc tạo dựng thói quen để thành công. Thứ nhất, lời giải thích dành quá trình hình thành thói quen. Theo tác giả Charles Duhigg, thói quen là những vòng lặp gợi ý, hoạt động, khen thưởng đơn giản mà tiết kiệm công sức và khả năng chịu đựng. Trong phần nội dung đầu tiên này của quyển sách, tác giả muốn giới thiệu cho bạn chuỗi quá trình 3 bước hình thành một thói quen. 3 giai đoạn đó là tiếp nhận thông tin. Đây chính là các tác động từ bên ngoài lên cơ thể của chúng ta. Những điều mới mẻ này sẽ kích thích được hoạt động của não bộ, từ đó não bắt đầu đánh giá những cách hành động thích hợp. Tiếp theo là bước duy trì thói quen này mỗi ngày. Mỗi ngày những tác động này lặp lại dẫn đến hành động lặp lại dần dần sẽ tạo nên thói quen. Giống như việc vào lúc 7 giờ sáng mỗi ngày bạn đều nghe được tiếng chuông báo thức, sau đó bạn thức dậy và vệ sinh cá nhân buổi sáng. Cuối cùng là nhận được kết quả với thói quen này. Ví dụ với hành động vệ sinh cá nhân mỗi buổi sáng, bạn sẽ nhận được sự sảng khoái để bắt đầu ngày mới. Hay với việc hình thành thói quen tập thể dục mỗi ngày, kết quả là bạn có một thể trạng tốt. Mỗi thói quen đều dẫn đến kết quả tốt hay xấu. Chính vì vậy bạn cần rèn luyện thói quen tốt và bài trừ thói quen xấu. Thứ hai, quy luật tồn tại của thói quen là tạo ra sự thèm khát. Đây là một quan điểm có thể dễ dàng nhận thấy ở các thói quen xấu. Chẳng hạn như việc bạn không thể từ bỏ được việc hút thuốc hay các món ăn gây tăng cân quen thuộc. Ở nội dung này, tác giả sẽ giải thích cặn kẽ về cơ sở thần kinh ham muốn và cơ sở này được áp dụng cho cả thói quen tốt lẫn xấu. Thứ ba, cách để bạn thay đổi thói quen. Như đã nêu trên, một thói quen được tạo ra là do sự ham muốn của não bộ. Vậy để thay đổi thói quen đó, bạn không nên cưỡng chế lại sự ham muốn này. Thay vào đó, bạn sẽ chuyển hướng hành động mà vẫn giữ được gợi ý và phần thưởng của thói quen. Một minh họa cụ thể được tác giả đã nêu lên trong quyển sách về việc áp dụng quy tắc này đối với những người nghiện rượu. Thứ tư, thay đổi thói quen nhờ vào việc tập trung vào những điều chính và có những thành quả nhất định với nó. Điều đó có nghĩa là thành quả của các thói quen đôi khi sẽ có sự khác biệt nhau. Bạn cần xác định được những thói quen nào mang tính quyết định đối với những thành quả mà bạn đang hướng tới. Khi những thói quen đó có được những thành quả nhất định, thì dù nhỏ nhưng cũng tạo nên động lực. Kết quả này sẽ là cơ sở để bạn bắt đầu thay đổi những thói quen kế tiếp. Thứ năm, sức mạnh ý chí là một thói quen giữ nhiệm vụ then chốt nhất. Dù thói quen là điều được lặp lại mỗi ngày, nhưng đôi khi lý trí của bạn đã không cho phép hành động đó diễn ra. Hay trong nội dung này được tác giả ví như là cơ bắp của sức mạnh lý trí. Khi bạn bị bắt buộc làm một điều gì đó mà không có sự tự nguyện, có nghĩa là cơ bắp sức mạnh lý trí đang bị giảm. Ngoài ra, các nội dung còn lại trong quyển sách gồm: Thứ sáu, sự nguy hiểm của thói quen theo tổ chức và cách thay đổi. Thứ bảy, thói quen đã được tận dụng trong các chiến dịch tiếp thị của các công ty. Thứ tám, những biến động được xuất phát từ mối quan hệ mạnh mẽ, áp lực và thói quen mới. Thứ chín, bạn phải có trách nhiệm với những thói quen được thay đổi. Review về sách Sức mạnh của thói quen. Với những quan điểm về cách thay đổi thói quen của bản thân, của tập thể được tác giả đề cập, bạn có thể bắt đầu rèn luyện những thói quen cho bản thân mình. Bởi sức mạnh của thói quen rất đáng sợ, có thể đưa bạn đến một kết quả tốt hoặc xấu. Đó là lý do mà bạn cần chọn lọc thói quen tốt và bài trừ thói quen xấu ngay hôm nay. Lý thuyết về vòng lặp thói quen được nêu trong quyển sách sẽ giúp bạn dễ dàng tập trung vào những thói quen quan trọng nhất. Biết cách sắp xếp lại những việc mình sẽ làm, bạn sẽ không gặp khó khăn trong việc hình thành thói quen. Thói quen tưởng chừng là những điều bình thường trong cuộc sống,
nhưng thực tế lại giữ một vai trò quan trọng. Đó là lý do mà quyển sách Sức mạnh của thói quen của Chuck L. Sui đã được đón nhận bởi độc giả trên toàn thế giới. Không chỉ là các cá nhân mà các tổ chức cũng là những người cần đọc quyển sách này. Những nội dung từ quyển sách có thể cần thiết để bạn quy hoạch lại tổ chức của mình. Hay đơn giản là những ai quan tâm về vấn đề thói quen đều nên sở hữu quyển sách. Với những lý thuyết đơn giản mà thuyết phục từ tác giả Chuck L. Sui trong quyển sách Sức mạnh của thói quen, bạn sẽ nhận ra nhiều giá trị quan trọng trong cuộc sống mà có thể chính bạn đang bỏ lỡ. Sách sẽ là người bạn đồng hành quan trọng trong cuộc sống. Ngoài quyển sách về các kỹ năng như sức mạnh của thói quen, bạn cũng có thể trau dồi thêm cho bản thân bằng những quyển sách chuyên ngành hoặc các sách về kỹ năng sống khác.